kênh đầu tư hiện nay bao gồm gửi tiền tiết kiệm ngân hàng với lãi suất tiền Việt dao động từ 5 tới 7% một năm và còn canh cánh trong lòng nỗi lo trượt giá. Đầu tư vàng hay ngoại tệ, chứng khoán, biến động giảm liên tục, khả năng lướt sóng đầu tư không còn. Đầu tư nhà phố, chung cư bình dân cho thuê cũng đang mất dần vị trí là kênh đầu tư số 1 khi lượng nhà cho thuê quá nhiều, giá thuê thấp dần, công suất cho thuê không ổn định. Trong khi đó, Vingroup đưa ra chính sách chia sẻ với chủ sở hữu 85% lợi nhuận từ việc kinh doanh cho thuê lại biệt thự trọn đời. Vingroup cũng là chủ đầu tư duy nhất hiện nay đưa ra cam kết đảm bảo lợi nhuận kinh doanh biệt thự biển tối thiểu 10% một năm cho khách hàng trong 10 năm. 10% một năm trong 10 năm là mức cam kết sinh lời cao nhất, giúp các nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm về lợi nhuận cũng như sự ổn định, an toàn cho khoản tiền đầu tư vào biệt thự biển Vingroup. Trong những điều đặc biệt nhất khi đầu tư vào biệt thự nghỉ dưỡng Vingroup, đó là bạn và người thân trong gia đình, đối tác đều có thể cùng tham gia góp vốn và đứng tên sở hữu trong hợp đồng mua bán. Đây là chính sách rất linh động, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Không còn là sân chơi của riêng các đại gia, với mỗi căn biệt thự có giá bán từ 15 tới 20 tỷ đồng và 3 khách hàng cùng tham gia góp vốn. Chỉ cần số tiền từ 5 tới 7 tỷ đã có thể đầu tư biệt thự 5 sao đẳng cấp. Hợp tác chiến lược giữa ngân hàng Techcombank Vingroup đã đưa ra gói vay ưu đãi mà chưa từng có dự án bất động sản nào khác có được. Khi mua biệt thự nghỉ dưỡng Vingroup, khách hàng được hỗ trợ vay lên tới 65% với lãi suất 0% trong 12 tháng đầu tiên, phí trả nợ trước hạn 0% trong 12 tháng đầu tiên, ân hạn nợ gốc trong 12 tháng. Cam kết chia sẻ lợi nhuận được thực hiện 6 tháng một lần kể từ khi thanh toán 100% và khoản lợi nhuận này đủ để chi trả cả gốc và lãi cho khoản vay hàng năm. Như vậy, với 3 khách hàng cùng tham gia đầu tư và vay vốn, mỗi khách hàng chỉ cần số vốn ban đầu là 2 tỷ đồng đã có thể sở hữu biệt thự đẳng cấp ở những vị trí không thể đẹp hơn. Việt Nam được xem là điểm đến mới đầy tiềm năng của du lịch quốc tế. Vì thế, đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng biển là một xu hướng tất yếu. Giá bán trung bình của các căn biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Resorts and Villas chỉ bằng 1/3 so với các sản phẩm cùng đẳng cấp trong khu vực và trên thế giới. Một trong những lợi thế lớn nhất của bất động sản nghỉ dưỡng Vinpearl Resorts and Villas là quyền sở hữu lâu dài, trong khi đó, ở khu vực, thời gian sở hữu chỉ kéo dài trong 30 năm có gia hạn. Điều đó khẳng định cơ hội và kỳ vọng tăng giá của bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam là chắc chắn. Đặc biệt, cảnh quan thiên nhiên Việt Nam kỳ vĩ luôn đứng top đầu thế giới, và các dự án tọa lạc tại các bờ biển đẹp nhất hành tinh là hữu hạn. Nguồn cung của biệt thự biển vì thế chỉ dành cho những nhà đầu tư bắt kịp và đón đầu xu hướng mới. Với mức cam kết sinh lời tối thiểu 10% một năm trong 10 năm và chia sẻ 85% lợi nhuận cho thuê trọn đời, sau 10 năm, khách hàng sẽ thu hồi lại được khoản tiền đầu tư ban đầu. Tài sản này tiếp tục đem lại lợi nhuận trong những năm tiếp theo. Khách hàng rũ bỏ được mọi lo toan về tài chính, yên tâm về khoản tiền đầu tư cho con, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ. Như vậy, đầu tư biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Resorts and Villas đảm bảo được tính an toàn và sinh lời ổn định không chỉ cho khách hàng mà còn cho các thế hệ trong gia đình.